Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình tối nay. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Chương trình nghệ thuật Thương lắm miền Trung chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của bão lũ. Các địa phương đơn vị tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Hôm nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu đã tập trung nêu các dẫn chứng lý lẽ về không đồng thuận với việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến về thẩm quyền cấp giấy phép mô tô ô tô từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Nhiều ý kiến không đồng thuận với việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật. Cũng tại phiên thảo luận, đề cập việc chuyển thẩm quyền cấp giấy phép mô tô ô tô từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, một số đại biểu cho rằng vấn đề này cần được đánh giá tác động toàn diện, khách quan, khoa học. Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội còn cho ý kiến về tiêu chuẩn của quốc lộ, rà soát an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, giao thông nông thôn. Cần có thêm biển chỉ đường giúp cho người lái xe đi đúng hướng. Phát biểu kết luận tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhấn mạnh, các nội dung về giao thông đường bộ cũng như vấn đề sát hạch giấy phép lái xe sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến đối với luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trước khi xem xét các dự án luật. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan thẩm tra soạn thảo dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để chỉnh sửa bổ sung trước khi Quốc hội tiếp tục xem xét. Ngày mai Quốc hội tiếp tục làm việc. Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo lễ công bố ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động. Cùng dự có Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, lãnh đạo các bộ ban ngành. Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu trên cả nước. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc ra mắt ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động là chiến lược phổ cập kỹ thuật số quốc gia rất đáng được biểu dương của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, trực tiếp góp phần vào chiến lược số của quốc gia. Với việc đưa vào sử dụng, ứng dụng này sẽ rất có lợi cho người dân và người lao động trong việc theo dõi, quản lý, giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, bảo đảm công khai minh bạch. VSSID, Bảo hiểm xã hội số được triển khai nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với công dân, cung cấp các thông tin thiết yếu liên quan đến quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để người sử dụng biết được qua quá trình tham gia và quyền lợi đã được thụ hưởng của bản thân. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ Sở Giao thông Vận tải. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp nhận điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Duy Tùng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận những đóng góp của đồng chí Vũ Duy Tùng trên cương vị Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong ngành giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Duy Tùng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, không ngừng trau dồi phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Huyện ủy An Dương, Huyện ủy An Lão, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố.
Tại huyện An Dương, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã lãnh đạo chỉ đạo huyện An Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Huyện ủy An Dương sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chung sức chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang bày tỏ nỗ lực quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo huyện An Dương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương, hoàn thành trọng trách được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao phó. Tại huyện An Lão, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Vũ Duy Tùng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Phân công đồng chí Nguyễn Cao Lân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Lão phụ trách chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng bộ huyện An Lão cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng hai đồng chí Vũ Duy Tùng và Nguyễn Cao Lân được giao nhiệm vụ mới. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Vũ Duy Tùng trên cương vị Bí thư Huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo đưa kinh tế xã hội của huyện An Lão có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Cao Lân với trách nhiệm và kinh nghiệm công tác cố gắng nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Đảng bộ huyện đoàn kết thực hiện tốt công việc được giao ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, đưa huyện An Lão phát triển bứt phá hơn trong thời gian tới. Cũng trong chiều nay, tại Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Dân vận Thành ủy. Cùng dự có đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng và ghi nhận tân Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Thành có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Thành sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tại Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Lê Hữu Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố phụ trách chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Chúc mừng đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang trên cương vị tân Bí thư Huyện ủy An Dương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang là nữ cán bộ trẻ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết cùng tập thể lãnh đạo huyện An Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với đồng chí Lê Hữu Toàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đề nghị đồng chí bắt tay ngay vào công việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố nhằm duy trì ổn định về mọi mặt cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố. Với mục đích chia sẻ, động viên đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt bão lũ, vào tối qua tại trường quay S3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Thương lắm miền Trung. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên. Chương trình có sự tham gia của các giọng ca mượt mà và giàu cảm xúc như nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, ca sĩ Lê Cường, Tân Nhàn đã mang tới cho khán giả những ca khúc trữ tình sâu lắng về giải đất miền Trung, nơi miền gió Lào cát trắng, nơi đi xa càng muốn về, khổ đau càng muốn về. Bản thân Tố Nga là người sinh ra lớn lên ở miền Trung và những cái ca khúc về miền Trung nó đã ăn vào máu và nó đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta hát những cái bài miền Trung đó vào đúng cái thời điểm mà cả nước đang hướng về miền Trung. Tố Nga rất là xúc động cũng như là cùng chung với cả nước thì Hải Phòng là một thành phố ở phía Bắc rất là xa với miền Trung. Nhưng mà các cái hoạt động thiện nguyện và thấy các đoàn cứu trợ từ xuất phát từ Hải Phòng đi về miền Trung rất là nhiều. Và cái tình người đất cảng nó lắng động và nó làm cho Tố Nga, bản thân Tố Nga rất là xúc động. Lê Cường là một người con của mảnh đất miền Trung. Cái cảm xúc của Lê Cường thì cảm thấy rất là tự hào và cũng rất là hạnh phúc khi mà được đến với truyền hình Hải Phòng, góp một cái phần sức lực nho nhỏ để cùng với đài Hải Phòng hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Chương trình còn mang tới những hình ảnh xúc động nơi vùng lũ, nơi mà bát cơm miền Trung chứa chan nước mắt, những phận người miền Trung trong lũ dữ, hình ảnh của những đoàn thiện nguyện ngay sau khi bão qua đến với những nơi bị tổn thất nặng nề như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình. Là câu chuyện đau thương xúc động ở Trà Leng, là những món quà mang nặng nghĩa tình hào hiệp của những người con Hải Phòng. Mình thực sự rất là tự hào khi là được đại diện cho một trong những người con miền Trung được có mặt tại Hải Phòng trong một chương trình rất là ý nghĩa thương lắm miền Trung này để kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với bà con miền Trung đang còn gặp khó khăn trong mưa bão. Tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng hướng về miền Trung. Thời gian qua, các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trên khắp địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngay tại chương trình, các nhà hảo tâm đã đóng góp được gần 2,5 tỷ đồng. Với số tiền này, ban tổ chức dự kiến sẽ sử dụng để xây trường học tại một số điểm đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Thưa quý vị, tối qua tại trường quay S3, chương trình nghệ thuật Thương lắm miền Trung được Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng truyền hình trực tiếp và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tiếp sóng đã thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các cá nhân tập thể cùng chung tay chia sẻ những khó khăn mất mát với đồng bào miền Trung với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm và số tiền này sẽ được xây những ngôi trường cho các em nhỏ miền Trung. Chúng tôi sẽ cập nhật hành trình thực hiện mơ ước của các em trong các bản tin chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chúng tôi vẫn mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của quý vị, chia sẻ với đồng bào miền Trung. Mọi chi tiết xin được liên hệ Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0985 950 505. Chiều nay, Công an thành phố tổ chức bế mạc hội thi lái xe giỏi an toàn hiệu quả cao năm 2020. Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và trao giải hội thi. Hội thi có sự tham gia của 20 đội thi đến từ Công an 14 quận huyện và 6 phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố. Các đội lần lượt trải qua 3 nội dung thi, lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thực hành kỹ năng lái xe qua 5 hình nâng cao với 2 loại xe Innova 7 chỗ và xe chở 6 phạm nhân, trả lời câu hỏi tình huống. Đây là dịp để Công an thành phố đánh giá trình độ tay nghề của cán bộ chiến sĩ đang lái xe tại công an, tại các đơn vị địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện xe cơ giới đường bộ, để cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, củng cố nâng cao tay nghề, từ đó phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức trao 3 giải nhất cho thí sinh đến từ các đội thi, Công an quận Lê Chân, Phòng Hậu Cần và Công an quận Hồng Bàng. Trao giải nhất toàn đoàn tặng đội thi Phòng Hậu Cần, giải nhì tặng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, giải ba cho Công an quận Dương Kinh. Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành giáo dục Hải Phòng, 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam và vinh danh nhà giáo tiêu biểu tâm huyết sáng tạo lần thứ nhất. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các sở ngành đơn vị liên quan. 65 năm qua,
Hải Phòng luôn quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Năm nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục duy trì chuỗi thành tích rất đáng tự hào trong bối cảnh đặc biệt chịu tác động của dịch COVID-19. Hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa tổ chức an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển. Đến nay, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì thành tích 24 năm liên tục có học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực. Thời gian tới, toàn ngành giáo dục quyết tâm nỗ lực, tận tâm hơn nữa, không ngừng sáng tạo để giáo dục Hải Phòng phát huy những truyền thống đã đạt được, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua, danh hiệu, tập thể lao động xuất sắc và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020. 65 cá nhân được vinh danh nhà giáo tiêu biểu tâm huyết sáng tạo. Chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo Hải Phòng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị ngành giáo dục nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những tồn tại, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Chiều nay, quận Lê Chân tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 65 năm truyền thống ngành giáo dục Hải Phòng và biểu dương nhà giáo tâm huyết sáng tạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tới dự. Năm học 2019-2020, giáo dục và đào tạo quận Lê Chân nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo cả nước nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Học sinh phải nghỉ học trong thời gian khá dài. Tuy nhiên, với tinh thần tạm dừng đến trường, không dừng học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học qua Internet trên nền tảng hệ thống VNEDU và phần mềm Microsoft Teams, là một trong những quận đi đầu trong phong trào dạy học qua Internet, dạy học trực tuyến trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Chất lượng giáo dục ở cả 3 bậc học được duy trì và phát triển bền vững. Tiếp tục đạt mục tiêu 10 trường trung học cơ sở đứng trong top 60 trường của thành phố về kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Hai đơn vị vinh dự được nhận huân chương lao động là tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được nhận huân chương lao động hạng nhất và mẫu giáo Kim Đồng 1 nhận huân chương lao động hạng 3. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam trao huân chương độc lập, huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng 3, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng. Tối qua tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại Hải Phòng. Dự chương trình, đại biểu tỉnh Điện Biên có các đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại biểu thành phố Hải Phòng có các đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở ngành của hai địa phương. Phát biểu khai mạc những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại Hải Phòng năm 2020, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, xúc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại Hải Phòng được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 với sự tham gia của gần 100 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ tỉnh Điện Biên và các đơn vị kinh doanh của cả hai tỉnh thành phố Điện Biên và Hải Phòng. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, giới thiệu dân ca, dân vũ, âm nhạc, các nét văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Điện Biên, bán và giới thiệu các đặc sản nổi tiếng, những vật phẩm văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc. Trong những ngày này thì chúng tôi mang bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Điện Biên về với Hải Phòng để giới thiệu với nhân dân, với du khách thành phố Hải Phòng. Để làm sao đó hoa ban và hoa phượng đỏ sẽ hòa lẫn sắc màu, và cũng rất mong muốn là thành phố Hải Phòng, nhân dân, rồi du khách sẽ lên với Điện Biên để thưởng thức ẩm thực văn hóa, rồi các bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng với dự lễ hội hoa ban chúng tôi tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm. Giới thiệu những giá trị văn hóa sản phẩm du lịch của vùng đất Điện Biên,
những ngày văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên tại Hải Phòng đã để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa con người Điện Biên đối với người dân thành phố Hải Phòng. Các hoạt động không chỉ mang đến không khí sôi nổi hấp dẫn mà còn giới thiệu về con người, thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Tây Bắc của mảnh đất Điện Biên anh hùng. Chương trình điểm hẹn văn hóa lịch sử và du lịch Điện Biên đấy lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, tôi thấy nó rất là ý nghĩa, cái là nó đã đưa một cái sự gần gũi giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Điện Biên. Nhân dân thành phố rất là háo hức đấy, nhân dân thành phố rất háo hức để mua hàng những cái đặc sản vùng miền của Điện Biên để hiểu biết thêm rõ thêm về cái nền văn hóa của đồng bào các dân tộc ở trên Điện Biên ấy. Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại thành phố Hải Phòng là hoạt động nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết, hợp tác giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy liên kết hợp tác về mọi mặt kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa và du lịch, khi Điện Biên và Hải Phòng là hai địa phương có tiềm năng du lịch lớn và đang có định hướng xây dựng phát triển ngành du lịch dịch vụ. Thực hiện kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác đo lường sự hài lòng của người dân, thành đoàn tiến hành thực hiện từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2020. Thời điểm này, việc lấy ý kiến của người dân và tổ chức đã được thực hiện tại các cơ quan công sở. Đối tượng lấy ý kiến là người dân, người đại diện cơ quan tổ chức doanh nghiệp đến làm việc hoặc có thực hiện giao dịch thủ tục hành chính và đã nhận kết quả của các cơ quan đơn vị địa phương. Điều tra viên thực hiện khảo sát thông qua ứng dụng được cài đặt trên thiết bị điện tử cầm tay, có thể kết nối mạng để thực hiện khảo sát thay cho phiếu giấy như trước đây. Phần mềm có các tính năng để giám sát việc điều tra của các điều tra viên. Cái app này thì nó có hai bước. Bước thứ nhất là việc hỏi ý kiến của người dân và tích trực tiếp vào app. Thứ hai là toàn bộ những cái cuộc phỏng vấn đối với người dân thì là được ghi âm và gửi trực tiếp về Sở Nội vụ. Cái việc mà cái app khảo sát này thì tôi thấy rất là minh bạch, rõ ràng và công khai. Việc thực hiện công tác đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức năm 2020 nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố, cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn thành phố, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Bản thân tôi thấy những cái câu hỏi rất là sát thực. Nếu như mà trả lời được tất cả những câu hỏi, theo tôi thì là rất cần thiết. Nó có hai ý, thứ nhất là để nắm bắt được cái vấn đề cụ thể của cơ sở. Thứ hai là cũng để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh. Và từ đó thì mình sẽ đưa ra một cái kế hoạch, những công việc cụ thể. Và sau này cái công việc chắc chắn từ đó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Câu hỏi khảo sát thì rất sát với thực tế. Và từ cái sát với thực tế thì mới đảm bảo được quyền lợi của người dân đến chỗ bộ phận một cửa. Và cái khảo sát nó có chuẩn thì người dân với khi thực hiện chế độ một cửa thì giải quyết nó mới chuẩn và nó mới nhanh và kết quả trả đúng thời hạn. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức được sử dụng làm một trong những nội dung để đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện. Thì thuận lợi thì được các ban lãnh đạo của các phường tạo điều kiện rất là tốt để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao cho. Người dân thì cũng có những rất nhiều người dân được hợp tác và để hoàn thành cái khảo sát lần này. Về khó khăn thì có nhiều người dân chưa được tiếp cận nhiều với các thông tin về cái vấn đề khảo sát nên là cũng chưa nắm bắt được cái vấn đề câu hỏi để trả lời cho đúng trọng tâm của câu hỏi cần phải đề ra. Khắc phục thì ban đầu khi mà tiếp cận với người dân thì cần phải nêu rõ cái nội dung hơn để cho tiếp cận với gần với cả người dân hơn. Thông qua việc tham gia trực tiếp đo lường sự hài lòng của người dân, đoàn viên thanh niên thành phố sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thời điểm này, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 362 thuộc địa bàn huyện An Lão đang được Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Hải Phòng và nhà thầu tích cực tổ chức thi công, phấn đấu đưa công trình về đích trong thời gian sớm nhất. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường tỉnh 362 huyện An Lão do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.
dự án nhằm nâng cấp mở rộng gần 8,1 km tỉnh lộ 362, đoạn từ ngã ba Quán Chủng đến ngã tư Kênh, huyện An Lão, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, với bề rộng nền đường là 13 m, xây dựng hệ thống thoát nước dọc và hệ thống cống hộp, cống tròn thoát nước ngang đường, xây dựng hệ thống an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 133,5 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện thi công các hạng mục nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, tổng khối lượng thi công lũy kế ước đạt hơn 64 tỷ đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng. Nhà thầu cũng đã cố gắng bố trí các lực lượng và các mũi thi công để triển khai. Thì đến thời điểm hiện tại, thì nhà thầu cũng đã thi công ước tính đạt 74% khối lượng theo hợp đồng. Các công trình thoát nước dọc tuyến và ngang tuyến, thì đối với thoát nước ngang tuyến thì nhà thầu cũng đã triển khai được 18/19 cống. Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay huyện An Lão đã bàn giao hơn 7,3 km chiều dài tuyến trong tổng số hơn 8,1 km toàn tuyến cho nhà thầu, đạt hơn 93%. Diện tích còn lại nằm rải rác ở các xã trên tuyến là Mỹ Đức, Tân Viên, An Thắng, Quốc Tuấn và Quang Trung. Đáng chú ý, hiện còn nhiều công trình ngầm nổi trên tuyến chưa được di chuyển, kể cả ở diện tích đã bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu. Tại thì là các mặt bằng chưa bàn giao thì chủ yếu ở ba xã Mỹ Đức, Tân Viên và An Thắng. Thì các công trình liên quan thì bao gồm có cáp trung thế đấy, và các cột điện hạ thế đang nằm dọc tuyến, và hệ thống cấp nước D225, D110 và một số cột viễn thông và các cái đường cáp viễn thông thì vẫn còn nằm trong cái phạm vi thi công, vì là đối với tuyến thì là để thi công được thì là bắt buộc phải thi công được hệ thống rãnh dọc hai bên, nhưng mà cơ bản các công trình ngầm đó đang nằm ở hai vị trí rãnh này. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường tỉnh 362 huyện An Lão nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng nặng nền mặt đường hiện trạng, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện An Lão nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung, ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trong khu vực các xã hai bên tuyến đường. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2021. Thưa quý vị, thực hiện lời dạy của Bác, lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau, lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Những năm qua, huyện Tiên Lãng đã luôn coi trọng, tập trung bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm hạt nhân cho các phong trào thi đua yêu nước. Nằm ở vị trí xa trung tâm huyện, nhiều năm qua, trong suy nghĩ của người dân xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, những công trình giao thông lớn chỉ có trong mơ ước. Bởi vậy, khi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển chạy qua địa bàn xã đã khiến người dân vô cùng phấn khởi. Mặc dù vậy, để dự án có thể triển khai, công tác giải phóng mặt bằng có liên quan đến diện tích đất ở, đất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân không phải đơn giản. Là hộ có diện tích đất liên quan đến dự án rất lớn, với hơn 3.200 m² phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Song ngay khi có chủ trương thu hồi đất của chính quyền địa phương, gia đình ông Vũ Văn Chạt ở thôn Hợp Hưng đã sẵn sàng đồng thuận bàn giao với tinh thần nhất trí rất cao. Bản thân tôi thì là tôi đã trong quân đội và hoạt động trong quân đội đã lâu, và cũng là người lính của cụ Hồ, xác định cái tư tưởng của mình là phục vụ Đảng và Nhà nước và cho tuyến đường được nhanh chóng và khang trang đẹp đẽ. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lãng có chiều dài tuyến 11,2 km. Tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 61 ha, liên quan đến 576 hộ dân. Trong đó, xã Tây Hưng có 16 ha, liên quan đến 87 hộ dân, bao gồm cả diện tích đất ở và đất nông nghiệp. Hiện còn 8 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Gia đình ông bà ông Chạt là người trong địa bàn thôn. Ông bà cùng với gia đình là rất gương mẫu trước khi con đường có dự kiến chạy qua, là gia đình cũng rất ủng hộ và gia đình đã chấp hành mọi những cái mà quy định của nhà nước. Cơ sở thôn chúng tôi là đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm là của ông bà ông Chạt đã hiến dâng là một số diện tích cho nhà nước làm con đường đi qua, và gia đình cũng đã nhận đền bù bồi thường thỏa đáng. Tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ 9, giai đoạn 2020-2025 vừa qua,
gia đình ông Trạt là một trong 50 hộ gia đình toàn thành phố và là một trong 10 hộ gia đình toàn huyện Tiên Lãng được biểu dương khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị, thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố, vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban dân thành phố. Phần thưởng và sự trân trọng mà thành phố tri ân đóng góp của gia đình ông Trạt là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần gia đình ông thêm tin tưởng, phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc, làng quê phát triển, quê hương giàu mạnh. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Đề cùng bà con trong làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa đã có mặt tại đình làng để tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Mỗi người một việc, không kể già trẻ, trai gái đều tham gia vào công việc chung của làng. Ai nấy đều háo hức, hân hoan, chờ đón ngày hội lớn, ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Niềm vui của bà con năm nay được nhân lên khi thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế thành công trên địa bàn thành phố. Kinh tế xã hội của quê hương ngày càng được khởi sắc. Toàn thể nhân dân trong làng cho tôi là tích cực tham gia hưởng ứng rất là đông. Để với cái phong trào mà toàn dân đoàn kết thì như năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương xã Nhân Hòa, làng Nhân Mục chúng tôi tức là cũng sẽ phát huy rất là cao về cái tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân, những năm qua, làng Nhân Mục xã Nhân Hòa đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua của huyện Vĩnh Bảo và thành phố. Xã Nhân Hòa chỉ là một trong số nhiều địa phương có những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo thời gian qua. Thời gian vừa qua đấy thì Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức là vui chơi pháo đất cổ truyền và bên cạnh đó là tổ chức hoạt động thể thao, tổ chức hội diễn văn nghệ cho bà con trong nhân dân trong toàn xã. Qua cái hoạt động như thế này là toàn thể người dân Việt Tiến rất là vui, rất là phấn khởi. Và tạo thêm một cái sự đồng thuận cao đối với đảng và chính quyền địa phương, là vận động tuyên truyền tất cả mọi người là thực hiện tốt về cái đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Và đặc biệt nhất ấy, là cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền, các địa phương đã tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng phát triển quê hương, nâng cao đời sống người dân tại khu vực nông thôn. Với tinh thần phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết, tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với mong muốn đưa sách đến gần hơn với các em, nhằm lan tỏa tình yêu dành cho sách, Trường Trung học Phổ thông Hải An vừa tổ chức chương trình Bước chân của sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Tham dự chương trình, các em được các diễn giả và các nhà sưu tầm sách trao đổi kinh nghiệm về vai trò và tác dụng của việc đọc sách, cách lựa chọn sách sao cho phù hợp với lứa tuổi, để từ đó các em nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với sách và đọc sách thường xuyên. Thông qua chương trình nhằm giáo dục, lan tỏa niềm say mê, tạo thói quen đọc sách cho các em học sinh, giúp các em thấy được lợi ích, niềm vui của việc đọc sách, nâng cao tỷ lệ sách đọc trong học sinh, phát triển phong trào khuyến đọc, làm cho văn hóa đọc ngày càng lan tỏa, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Và đây cũng là dịp tạo cho các em học sinh một sân chơi lành mạnh, góp phần tuyên truyền giáo dục và vận động các em tham gia phong trào đọc sách, giúp các em có thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C, độ ẩm 85-90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm có mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm 85-90%.
Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm 85-90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5.